mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình đài phát thanh truyền hình lào cai bản tin hôm nay sau những tin tức về tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ là phóng sự cần tăng cường kiểm soát xe công nông tự chế hoạt động trên quốc lộ tỉnh lộ mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi <laughs> Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của Chính phủ. Cụ thể, các sở giao thông vận tải cần chỉ đạo hướng dẫn đơn vị vận tải, kinh doanh vận tải, thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện thực diện phải lắp đặt camera theo quy định tại Nghị định số 10-2020. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo Nghị quyết số 66 của Chính phủ. Đối với bến xe khách, bến xe hàng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các phương tiện ra vào bến thực hiện nghiêm các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định. Bên cạnh đó, tuyên truyền đến lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera trên xe ô tô để tránh bị xử phạt từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải lại tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành và hiệp hội vận tải ô tô tăng cường kiểm soát tải trọng xe. Theo đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam các cục quản lý chuyên ngành đẩy mạnh kiểm soát tài trọng xe theo chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải đặc biệt là việc kiểm soát tài trọng xe tại các khu vực đầu nguồn hàng cảng bến nhà ga kho bãi thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã bị cấm lưu hành, song thời gian qua trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, tình trạng xe công nông, xe tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ghi nhận tại huyện Bảo Thắng. Đây là những hình ảnh được phóng viên an toàn giao thông ghi được trên một số tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ, đoạn chạy qua địa phận xã Sơn Hà, Sơn Hải và Gia Phú. Những chiếc xe công nông, xe tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không đèn, không còi, không gương không đảm bảo các điều kiện an toàn vẫn vô tư chạy trên đường. Dù đã bị cấm sử dụng nhưng những xe này không chỉ vẫn lưu thông mà còn chở hàng công kênh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Hiện tại thì trên địa bàn xã thì có 13 cơ sở chế biến lâm sản với 19 chiếc xe tự chế hiện tại đang hoạt động, đặc biệt là phục vụ các cơ sở kinh doanh sản chế biến lâm sản và chở vật liệu từ cái khu vực khai thác trở về cái cơ sở chế biến. Ở cái việc này thì chúng tôi rất quan tâm và cũng đã khuyến cáo đến các cái hộ uh, uh, kinh doanh, đặc biệt là các cơ sở chế biến lâm sản để làm sao sử dụng các phương tiện nó đảm bảo. Hiện chưa có con số cụ thể trên địa bàn huyện Bảo thắng có bao nhiêu chiếc xe như thế này hiện vẫn đang hoạt động nhưng tại các cơ sở chế biến lâm sản có số lượng xe ra vào thường xuyên khá nhiều, khói bụi, tiếng ồn từ những chiếc xe này gây khó chịu cho những người cùng tham gia giao thông. Không những thế, theo ghi nhận có tài xế không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe chở hàng hóa rất cồng kềnh, che khuất tầm nhìn của cả người điều khiển phương tiện rất dễ xảy ra tai nạn. Xe của em là dòng xe tự chế. À. À, những cái xe này anh mua ở tận đâu? Em mua ở trong khu nhuận, cơ sở trong khu nhuận. Cái xe này bây giờ hiện nay đang sử dụng một mục đích gì? Em uh, chạy uh, chở vật liệu ở trên đồi về phục vụ xưởng. sửa. Ờ, thế thoảng thì vẫn chạy đường gì? Vâng, thế thoảng vẫn chạy đường. Anh À, anh, anh, điều chuyển cái xe này thì có bằng lái xe không? Em không à. có <laughs> ạ. Nghị quyết số 32-2007 của Chính phủ quy định từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 cấm xe công nông xe tự chế lưu thông trên tất cả các tuyến đường. Nếu phát hiện xe lưu hành, sẽ bị tịch thu phương tiện xung công quỹ nhà nước. Tuy nhiên đến nay, lệnh cấm vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý triệt để nhằm tránh những tai nạn không đáng có xảy ra với người tham gia giao thông. Ban an toàn giao thông huyện Bảo Thắng cần quyết liệt hơn nữa trong việc kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm bản tin an toàn giao thông của đài phát thanh truyền hình lào cai tới đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau